Cảm ơn thầy. Thầy con nói sao rồi? Thầy nói phía công tố đang bị rối loạn, cần kiểm tra lại tất cả các bằng chứng và giờ ngày xét xử. Theo phiên tòa hôm nay cho thấy, cơ hội để bác bỏ hai tội danh hối lộ là rất lớn. Thật sự phải cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy của Chiêu Từ quả thật rất tài giỏi, nhưng mà cũng nghĩ ra cách thoát tội từ lô rượu vang. Nếu có thể sớm tìm được Hồng Gia giúp đỡ, thì anh ba đâu cần phải thừa nhận tội làm giả giấy tờ. Chiêu Từ chưa đủ kinh nghiệm thôi. Chiêu Từ cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Đúng vậy, quan trọng là có thể đánh thắng vụ kiện này. Chỉ riêng tội danh làm giả giấy tờ thôi cũng rất nghiêm trọng rồi. Thì đó, con không đủ năng lực thì đừng có ra vẻ vậy chứ. Lần này đúng là bị con hại chết đó. Mọi người đừng nói nữa. Ai làm sai cũng đều phải ngồi tù thôi, đó là lẽ đương nhiên rồi. Không thể đổ lỗi cho ai hết. Giờ chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của Hồng Gia thôi. Diệu Tổ, hôm nay cả ngày con lên tòa vất vả rồi, chắc cũng mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Chiêu Từ. Chị ba, có chuyện gì vậy? Em không định ở lại ăn cơm thiệt hả? Dạ thôi, em về nhà ăn cơm với má được rồi. Hơn nữa em ở lại đây, mọi người cũng đâu được vui. Làm gì có, chúng ta là người một nhà mà. Trong lòng em tự hiểu mà, dù gì em cũng là con của bà nhỏ. Chưa kể lần này em đã làm liên lụy tới anh ba. Em làm gì còn mặt mũi ở lại ăn cơm? Khờ quá, đâu phải lỗi tại em. Chị ba, chị chuyển lời xin lỗi tới anh ba giùm em. Em không nghĩ càng giúp lại càng rối. Anh ba của em không hề trách móc gì em. Với lại em đã giúp nhà họ Mã ra sao, mọi người đều có mắt nhìn mà. Nếu ai cũng suy nghĩ giống chị thì tốt biết mấy. Em đó, đừng suốt ngày cứ nói mình là con bà nhỏ được không? Đó giờ ở châu luôn coi em là em gái ruột mà. Lúc em còn nhỏ, em đã biết tuy em cũng họ Mã, nhưng em với mấy người anh không thể trở thành người một nhà. Chưa kể ba lại luôn trọng nam khinh nữ. Sớm muộn gì ba cũng hiểu thôi. Em nói chuyện này cho chị nghe nha. Lúc còn nhỏ em rất thích học môn văn, nhưng vì muốn giúp ba, chứng minh cho ba thấy em cũng rất giỏi, nên em đã chuyển qua học ngành luật, làm việc tại phòng pháp lý trong Mã thị. Nhưng dù em có cố gắng cách mấy thì kết quả cũng y như vậy. Đây là điều khiến em rất buồn. Chị tin chỉ cần em không bỏ cuộc, sẽ có một ngày họ nhất định sẽ thừa nhận em thôi. Chắc chắn em sẽ trở thành người của nhà họ Mã thật sự. Chị cảm thấy được sao? Đương nhiên là được rồi. Em đừng quên một điều, chị cũng là người của nhà họ Mã mà. Chị đã chấp nhận em rồi đó. Em cảm ơn chị ba. Sao Chloe vẫn chưa tới vậy? 10 lần hẹn thì 9 lần tới trễ. Nói tới mới nhớ, chân tâm cuộc sống làm dâu của cô trong giới nhà giàu ra sao, có khó sống không? Sao vậy? Cô cảm thấy những người trong giới nhà giàu cả ngày chỉ biết mưu mô đấu đá với nhau thôi à? Trên phim cũng thường hay diễn vậy mà. Nè, người đó có phải là cháu gái của cô không? Chào thím Sammy. Sao trùng hợp vậy? Thím có hẹn với dì Sophie và thím Chloe tới để uống trà, còn con thì sao? Con hả? Đừng kêu tôi là dì nha. Con có hẹn với đạo diễn để bàn về bộ phim mới. Con có cơ hội được đóng phim điện ảnh đó. Vậy là sau này cô trở thành ngôi sao lớn rồi. Hy vọng là vậy. Họ đang ngồi ở bên kia kìa. Thím Sammy ạ. Thật ra thì lúc trước con cũng từng làm người mẫu nghiệp dư, nhưng quay điện ảnh thì là lần đầu tiên. Hay là thím cùng với con qua bên đó bàn giúp con xíu nha. Thím cùng con qua đó bàn. Được đó. Đi thôi. Đợi tôi ở đây nha. Được rồi. Sophie, xin lỗi nha, ngoài đường kẹt xe dữ quá. Ủa, Sammy đâu? Không lẽ của cô tới trễ hơn tôi hả? Họ ngồi bên kia kìa. Hoa hậu Hồng Kông không hổ danh là hoa hậu, hèn chi chưa gì đã thành công tóm được người vừa đẹp trai vừa giàu có nhất nhì tại Hồng Kông. Cô gái này chính là người mới mà anh nói hả? Phải. Đích thân mở ba nhà họ Mã tới bàn hợp đồng. Đạo diễn, anh có mời nổi không vậy? Không phải đâu. Nói giỡn thôi. Có tiểu thư nhà họ Mã tham gia vào bộ phim này sẽ có rất nhiều người chú ý. Tôi mừng còn không kịp nữa kìa. Đạo diễn à, chúng ta nói về các điều khoản trong hợp đồng trước đi. Cũng được. Thank you.
Mợ ba. Mợ hai, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô giới thiệu Chiêu đệ nhà tôi đi đóng phim cấp 3 là ý gì đây? Mợ hai à, tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi. Đúng thật là tôi có cùng Chiêu đệ đi gặp đạo diễn. Tức là có chuyện này, cô không cần giải thích với tôi. Bây giờ chúng ta lập tức tới phòng gặp ba má. Cô đi giải thích với họ. Má ơi, con đã nói không liên quan tới thím ba rồi mà. Lúc nãy chính miệng cổ thừa nhận, còn nói không liên quan tới cổ. Bây giờ bộ phim đó cũng không được quay. Mặc kệ đó là phim cấp 3 hay là phim cấp 10, con cũng đâu có đóng đâu. Mợ hai à, chính vì nguyên nhân tôi đã cùng Chiêu đệ đi gặp người đạo diễn đó, nên tôi đã cho người đi điều tra hắn. Danh tiếng của hắn rất tệ, chuyên môn tìm người đóng phim cấp 3. Vì vậy thím lấy giúp con từ chối hắn rồi, đồng thời hủy luôn bản hợp đồng đã ký. Chúng ta là người một nhà, sao tôi có thể hại cháu mình? Thím Sammy à, thật ra con đã có căn cước công dân rồi, con đã trưởng thành rồi mà. Người ta có gạt con hay không á, con nhìn ra được mà. Không cần thím ra mặt giúp con quyết định hết đâu. Sau này chuyện của con, làm ơn thím, van xin thím đừng tùy tiện nhúng tay vào có được không?